xin chào mọi người ơi. Hôm nay nhân lúc bé Lạc Lạc vẫn còn đang ngủ thì bố mẹ Lạc Lạc sẽ dậy để dọn vườn. Dàn bước này trồng lâu lắm rồi nhưng mà nó không ra hoa ra quả gì cả. Mà để đây thì rất là rậm rạp, mình sợ muỗi đốt bé Lạc Lạc nên là hôm nay hai đứa mình quyết định dỡ bỏ nó đi. Bố mẹ làm xong bao nhiêu việc rồi mà ông con vẫn chưa dậy. Sáng nay thì bố mẹ Lạc Lạc sẽ ăn sáng bằng khoai lang kén nha. Khoai lang nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây các bác ơi. Tối qua ngủ muộn nên là sáng nay bé Lạc Lạc đến tận 8 giờ mới dậy cơ. Uống xong một hộp sữa là em bé chạy ra vườn chơi liền, hái mấy quả sim để ăn mà không biết phân biệt quả nào xanh quả nào chín cơ. Từ ngày xây cái chòi, đây là cái chỗ lý tưởng để cả nhà chơi ở ngoài vườn đây. Dọn xong cái dàn mướp thì chỗ đó rất là trống nên là chúng mình sẽ lấp đầy nó bằng 4 cái cây. Cây hoa mẫu đơn này thì là anh rể mình cho đấy. Thế nên là cây này từ tận Bắc Giang được chuyển lên Thái Nguyên cơ. Còn mấy cây vải ốc bám tường này thì mình mua ở trên mạng. Hồi còn ở dưới Hà Nội, mình đi mấy quán cà phê, mê nhất là quán nào cũ cũ rêu phong có mấy cái cây này leo ở trên tường nhìn thích lắm. Hình như là giống gen bố mẹ nên em bé Lạc Lạc rất là thích làm vườn. Hôm nay em đã biết lấy cây để cho bố chồng rồi đấy. Đưa mẹ xem. Đâu mẹ xem con ốc xiên nào. Con ốc xiên nha, không phải con ốc sen đâu cô chú nha. À, khoe với mọi người, ở góc vườn rau thì hôm nay chúng mình sẽ trồng thêm mấy cái cây chuối khé vào đây. Thấy mọi người bảo là cây chuối này rất là dễ trồng, hy vọng là nó nhanh phát triển. Tối hôm qua trời mưa nên là mình đã ngồi vẽ hí hoáy lên cái bảng này. Sáng nay nhờ chồng mình đóng cho nó một cái cây gỗ và cắm vào trong cái khu vườn thôi. Trang trí vào trong cái khu vườn để cho nó sinh động hơn. Mấy hôm nữa bạn bè đến chơi là có món trà quất để mọi người uống rồi. Mình vẫn chưa có điều kiện sắm được cái tủ giày nên là anh nhà đã tận dụng một cái miếng gỗ cũ mang đi ra sừng mộc nhờ các bác ý bào cho và về nhà tự hí hoáy đóng lấy một cái kệ giày. Đây là một cái kệ giày siêu đơn giản thôi. Đến giờ đi tắm của em bé rồi. Nhà mình mới được Baby Cocoon tặng cho cái loại sữa tắm này. Mùi hương rất là dịu nhẹ. Đọc thành phần mới biết là được chiết xuất từ yến mạch, hoa cúc với cả hoa sen nữa, nên là rất là yên tâm. Loại sữa tắm gội này thì em bé sơ sinh cũng dùng được luôn, không cay mắt nên là bé Lạc Lạc rất là thích tắm. Thông thường thì bé sẽ được tắm ở trong nhà, nhưng mà hôm nay trời nóng, với cả bé thích nên là mình cũng ưu tiên cho bé tắm ở ngoài trời, nhưng mà vẫn phải pha nước tắm bằng nước ấm để yên tâm hơn. Bố đóng xong cái kệ gỗ rồi, hai mẹ con chỉ việc xếp giày và đặt mấy cái cây trang trí lên trên là xong. Mình còn thích có một cái xích đu ở trong vườn nữa. Bố Lạc mà có xem đến cái đoạn này thì nhớ chuẩn bị nguyên liệu để làm xích đu trong vườn cho mẹ con nhà Lạc chơi nha.